quá nói chị nghe. Ăn ngủ rồi. Mà chị kêu dễ sợ luôn. Câu chuyện đau nổi để nặng thấy không? Không thì để bữa sau nặng tiếp, ví dụ em chịu nổi thì em nói nghe. Câu này là hồi xưa là cách đây 4 năm, 4 năm ấy, 4 năm ấy chị nặng em, 4 năm rồi, nặng ở đây. Ông bị cái này là bị lâu rồi, bị xưa trừ. Ngại đúng không? Giao đợt trước cũng ngại đó, rất là ngại với lại đau nữa, đúng không? Nhưng mà ông ngại nhiều hơn là ông đau. Em nay làm tại vì không làm để như đi nhìn kia, lỡ mà đi đâu cởi áo rồi ra rồi nhìn họ tưởng mình bị gì. Nhưng mà cái này là nó kiểu mua thịt mình, cái nội tiết của mình có cái loại này, nhiều người cũng vậy mà, nhưng mà hiếm. Lưng em có bị không? Nói chị nhắc mẹ mấy lần luôn á Em đi làm chứ chị cũng đi khám kêu mà. không, cái này chị lấy ra đi là ok, chứ không có khám cũng uống thuốc cũng bao giờ hết. Khám hồn kêu nặng mà nay nó kêu đau quá nên không cỡ cỡ được à, cái mặt cái sau đi về cũng không. Chị qua chị. Hà đang làm chi vậy?
rửa mặt mình chị gái. Mắt sưu tay đi em. Đau quá hả em? Thầm thật. Cố gắng đi. Cái số 6 này hợp với cái này răng. Vừa ra là 4 5, 6 à? Sâu lắm rồi. À sâu lắm chứ ạ. Vừa rồi 6 thì 6 à. Xí nữa. Này ông bị cũng phải chục năm rồi đấy chứ. Chưa tới chục nhưng mà cũng gần gần đấy. Gồng nặng nổi không em? Nhắm nhắm nặng nổi không? Nặng hết luôn. Thì giữ không phải là hết nhưng mà để mình nặng cho nó triệt hết.
Trời ơi, nó sung sướng. Không đau quá, ngay sườn á. Em nặng sơ xí đi hỉ, xí chị qua vậy nè. Có nhiều không? Sáu sáu lắm mà. Ngày sáu mấy? Sáu chữ không? Thấy rõ. Để cái này đi chìm một ghê đi thôi. Cái này cũng có thay với ai không? Để làm sáu. Cục này là u nặng rồi. Nặng làm gì? Chị chưa biết nó cho chị làm sao, chị không có quay cái đó tại vì nó nguy hiểm, cục nó hơn. Nó là u, hình như u của em. Cái cục của em là u vã. Cố gắng nha.
chỗ nám đau lắm mẹ. Đâu quá hệ dưới như thế nào đang động cứ đang xí này đang xong cục này đây. Cái này là u mấy hả u bã mấy wow trời ơi xuống gì sợ nha.
Nhưng đau. Rồi. Bên đau. Em do mấy cục nó già quá em nè. Sợ em chịu không nổi thì nhiều vậy em ơi. Chị cũng mỏi. Đi làm đóng là 2-3 lần gì? Làm nhiều quá. Dạ. Nó sao nên lâu lâu em phải đi vì cái này nó cũng có bị lại. Nhưng mà nó không có như một kia. Ra em để nhiều quá là nó ghê. Đau phân. Đau. Xong là nghĩ xí nữa là nặng tiếp. Chứ cũng nhiều. Nhận với bụng đau không? Đổ đi. Đổ đi. Đau. Cái ngực gồng được hả? Dạ. Dưới bụng không gồng. Gồng ở đâu? Cố lên xíu. Con dốn này
trên này em ít đau hơn nè. Nói đau không đau đi. Xí xí. Tăng bốc gì? Này là u đấy anh, chứ không phải mụn. U nội mà u này u bình thường nữa, u quả đấy, nhưng mà em quá nhiều. Để xí ra nào tiếp về. Để nào. Xong cột này đã. Này đã. Ăn thật nặng nhiều lắm. Yeah.